Hello các bác nha, trời ơi, sốc các bác ơi. Hôm nay sale giảm giá các bác này. Từ 101 một lọ như thế này mà giá hôm nay chỉ còn 70 cành thôi các bác ơi. Ghé ngay vào giỏ hàng giúp em mọi người nha. Kích rễ mai vàng A01 này không chỉ dùng được cho mai vàng đâu mà dùng cho tất cả các loại cây trồng. Mình sử dụng được cho tất cả các loại hoa và cây cảnh luôn các bác nha. Ghé ngay vào giỏ hàng để nhận sale khuyến mãi nha các bác. Mua 2 chai thì tặng thêm gói vô bạch chuột ạ. Chai dung tích 100 ml thì các bác dùng được rất là nhiều luôn đấy ạ. Và các bác nếu mà dùng để tưới dưỡng cây, kích cây thì các bác pha 3 ml một nắp chai ạ. Các bác pha với 1 lít đến 1,5 lít nước và tưới vào gốc cho em nhé các bác nhá. Bấm vào giỏ hàng để mua ạ. Ngày hôm nay các bác đã đặt ở bên em và bên em đóng hàng đấy ạ. Ui dồi ôi, quá nhiều đơn luôn. Các bác đặt bấm vào giỏ hàng nhé. Để đặt hàng, các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé.